Giá heo hơi hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2024 biến động trái chiều, giao động trong khoảng 60.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Bắc Giá heo hơi miền Bắc đang giữ mức ổn định và một số nơi giảm nhẹ, thu mua trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg. Cụ thể, heo hơi tại các địa phương gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc cùng hạ giá thu mua xuống mức 62.000 đồng 1 kg, ngang với Yên Bái. Hà Nam và Tuyên Quang. Cùng mức giảm trên, thương lái tại Ninh Bình đưa giá heo hơi xuống mức thấp nhất khu vực 61.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại duy trì giá heo hơi khá cao và ổn định, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang giao dịch trong khoảng 60.000, 63.000 đồng 1 kg. Cụ thể, sau khi cùng giảm 2.000 đồng 1 kg, heo hơi tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm về mức 60.000 đồng 1 kg. Cùng mức giao dịch trên, ghi nhận tại Hà Tĩnh và Quảng Ngãi sau khi cùng giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg trong sáng nay. Cùng lúc, tỉnh Quảng Nam điều chỉnh giảm 1.000 đồng 1 kg, hạ giá giao dịch xuống mức 61.000 đồng 1 kg. Heo hơi tại các địa phương còn tiếp tục đi ngang. Giá heo hơi tại miền Nam, khác với các khu vực trên, Bất ngờ giá heo hơi miền Nam bật tăng 1.000, 2.000 đồng 1 kg, do nguồn tiêu thụ mạnh, dao động trong khoảng 60.000, 63.000 đồng 1 kg. Hiện tại, Bến Tre triển khai mức tăng 2.000 đồng 1 kg, nâng giá heo hơi lên mức cao nhất 63.000 đồng 1 kg, ngang với Đồng Nai, Vũng Tàu, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Khu vực 3 tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng cùng điều chỉnh giá thu mua lên mức 61.000 đồng 1 kg tăng 1.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định.